tổng đeo cho à? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và đây là cuối tuần các bạn nhé. Một cái dịp hiếm hoi, xin phép các bạn là nay thì gia đình của mình đi chơi một chút các bạn. Vừa hai bé nhà mình sau khi bị ốm, bé Nhi các bạn, bé Đạt đi chơi. Và một trong những siêu thị mà ở thành phố Lào Cai ngày nay thì mình đi chơi đó chính là Go. Để đi chơi một chút cho trẻ con biết các bạn, ở bản nhiều thì... Xin chào mọi người, hôm nay em được ra thành phố giải ngố. Đưa hai bạn nhà mình đi chơi để biết tiếng Kinh các bạn. Ở bản thì toàn tiếng Mán thôi. Ô giày của chúng ta sáng còn này con này. Tiếng Tây. Lại không biết nói tiếng Kinh, đi ra đây để học nói tiếng Kinh. Đây, Dắt Nhi đây. Đây, ở đây cứ chị cầm, em cầm cơ. Con bé được không? Ôi giời, em cầm bé được không? Nó cứ dính vào cầm thôi. Được rồi, con nào con để em, chị tự chạy cũng được con ạ. Wow, siêu thị rộng lớn thật. Bằng mấy sao... Đâu, mấy... Đạt đâu, anh Đạt đâu? Anh ạ, bằng mấy mẫu ruộng dưới kia ấy. Thế à? Con này con gì em cầm? Con gì đây con? Nhi ơi, con gì đây? Tin ra tận đằng kia rồi. Kệ em, kệ chị tôi đi con ạ. Nhi ơi, bên này mà. Này, anh ở bên kia mà. Anh Đạt ở bên đồ chơi bên kia mà. Hôm nay mà mang đúng tính chất đi chơi các bạn nhé, các bạn đi chơi cùng trẻ con nhà mình thôi. Chứ còn mình không quay cái gì nhiều lắm. Có thể là một số bạn sẽ không thích video này. Mà cũng lâu lắm rồi mình mới có thời gian, các bạn có dịp... Đi chơi, đang đi chơi, tí nữa mua sau con. Đưa gia đình đi chơi. Thôi thì mình quay lại một chút các bạn, một cái không khí gia đình nhà mình. À kìa, đi xe đấy kìa. Đây Đạt ơi, lễ hội ma này, hôm rồi lễ hội ma của con này. Đây, đây, về đèn có đây anh này. Con ơi, con đứng vào đây bố chụp ảnh cho. Ôi giời. Nhi ơi, Nhi. Đây, đứng đây, hai mẹ con mình chụp. Bố chụp cho nhá. Nào, tay cẩn thận nào. Đứng kiểu gì ấy, thẳng lên. Bố chụp cơ kiểu ạ. Ma là làm đâu con ma nào. Làm như nào, đâu con làm đi. Anh Đạt ơi, tí nữa đi chơi một vòng nữa, tí nữa quay lại mua con ạ. Đây, là chỗ em này, chỗ em này. Đây, con ngồi đây. Phải mua xe á? Mua ở đâu con? Mua xe cho vào xe mới chạy à? Cho vào đây rồi mới chạy à? Bao nhiêu một sen, thế mua bao nhiêu sen thì được? Ba bạn. Bốn bạn à? À chị ơi, cái kia mua như là nhầm một sen thì là bao nhiêu sen? Xe nào xe một xu. Con này đi xem xe đấy là xe một xu hay xe hai xu để mua? Chỉ cần mua một đồng là được ạ? À? Hay là như nào? À còn muốn chơi với cái trò kia nữa. Có cái trò gắp gấu chơi được chưa hả chị?
Thế thì lấy cho em 10 xu, 3 tiền 1 xu. Cho em 10 xu. À đi theo cẩm, đi theo cẩm kìa. Đây ra cho cẩm, em cẩm mua rồi, em cẩm lấy thôi. Ra cho em cẩm kìa, ra cho em cẩm. Em cẩm cẩm. Lại không chơi nữa, nó chết rồi. Tí nữa, tí nữa, tí nữa, tí nữa. Đây, đây, cho vào đây để ngồi. Này, vào đây ngồi. Cho đây ngồi. Chết rồi đâu. Thảo đây cho không chơi à. Xem gì con. Hai mình đây không ạ? Thành viên nhà mình đang phá đồ chơi. Đâu, chơi được không? Được. Nhá, cầm xu rồi để tí nó đi ra chơi góc tấu nhá, cầm nhá. Tí nữa để bác khăn quay ra con. Đâu, con có chơi không? Con chơi không? Em cho chơi thử nào. Chắc không biết chơi đồ này đâu. Góc gấu là mấy sẻng à? Sẻng to á, mua ở đâu? Cũng ở đấy à? Hai xu con ạ, phải hai xu ấy. Đây xu đây. Đây đứng đây con. Nó ở đâu? Nó như nào? À, được nhiều đây, bên này được chưa? Lúc nãy có đủ tiền vào bên kia không con? Được á? Nó chơi này à. Vừa bây giờ kia. Vừa cái xe của máy nào? Máy này à, máy đây này, nó đúc nó cứ đứng ở cửa đây này, nó không vào đây này. Cửa đấy sao đúc được à? Cửa đây. À đây gì? Trên này mà con. Đúc ở trên kia ơi. Trên này á? À, không, là đúc ở trên này kia. Đúng rồi em cảm ơn. Trên này được một lượt đấy ạ. Đúng thời gian ở đây ạ. Đâu chơi thế nào con? Ôi xin tôi, trước kỳ máy đã ấn vào rồi. Con ơi, sang bên này mà. Đi nào. Thì nhắm cùng gấu. Nhắm với cả cái này đúng không? Vâng ạ. Thế được tí nữa. Nhanh quá. Để đi với sẻng đánh nhá. Con thả đây, con thả đây. Con thả đây cho mẹ. Ngang, ngang. Con đúc mấy xu rồi? Đúc hoàn xu chỉ được chơi một lượt thôi. Ờ, hai lần một lượt con ạ. Chơi thử nào. Chơi thử nào. Cái đỏ ấy ạ. Ôi con đang được ăn ở đây. Ngắm cục gấu rồi ạ. Đóng ạ. Ăn bác ơi. Từ từ đó con. Ăn đi bác. Ở đi thì được. Lấy xu nữa nào, từ từ nào. Các máy khác dễ hơn chị ơi. Các máy khác à? Máy khác kìa. Máy nào dễ? Máy con này à? Mèo đây là máy nào càng ít gấu, càng gấp dễ à? À máy nào càng ít gấu càng gấp dễ à? Cái đấy là máy này hết nhanh chị ạ.
À thế đây con này đi. Đây nhá, mẹ lấy con chó ra đi nhá. Đây à, cái này đúc ở đây à? Con đúc ra mẹ nào. Từ đấy mẹ lấy nhá. Nào từ từ nhá, để bác chơi. Con đừng ấn này, con đừng ấn. Không. Trượt rồi. Hết rồi à? Dạ. Vẫn còn bán, cầm một cầm. Cầm. Ôi, để nhiều thế á? Phải mấy giây không mà? À, 120 lần. Có đập không? Góc gấu không góc được đâu, khó lắm. Chỉ tốn tiền thôi. Đi đập không con, đi đập đi. Cuối cùng là không gắp được con gấu nào các bạn, phải mua con gấu ở đây cho em bé. Dạ. Vâng, bây giờ đi. Thấy chưa, ướt hết rồi. Thế mẹ cầm cho có đổ, mẹ cầm có đổ nhá. Đi rồi, mẹ xin nào. Thôi à con. Thôi con ạ, à, đi ra kia. Đi ra kia đi mua đồ ăn. Nhi ơi, đi mua đồ ăn đi. Đi mua đồ chơi đi, đi mua gấu đi. Này, đi mua gấu bông kìa. Đi mua gấu bông đi. Đó, mẹ dần nào. Nào, đi đâu, đi khu nào? Mẹ bắt đầu thở vào nhà ba rồi. Ôi, chị tưởng là nó có cái bậc bậc như ở trên kia. Hà Nhi cũng thích. Thank you.
mẹ đã đi bao giờ đâu. Rồi các bạn, giờ đến siêu thị thì giờ mình giới thiệu được các bạn đi cùng quàn với các tiểu yêu của mình ngày hôm nay. Ở đây thì có rất là nhiều những cái mặt hàng bán mình thấy hay. Cá trứng Na Uy này nướng các bạn ạ. Nướng á? Nướng. Cá trứng à? Này nướng. Ngon không chú Thành? Chú Thành ăn bao giờ chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Cá mùi gà một nắng. Bên này thì ôi, được. Lấy xe bỏ người ta bỏ đây. Cá hồi. Lấy xe xem à. Lấy cái gì? Xe bỏ. Có ăn những cái này không để mua về nào? Bò hồ lô cá. Trời ơi, xe bò để bò. Ôi trời, mẹ mệt quá. Cái này đang là 440. Kẹo ở đâu đây? Cá hồi. Tôi lấy kẹo thì họ bắt đấy. Đắt khiếp. Kẹo ở đâu đây hả con? Mình quay ngày hôm nay là thứ 7 các bạn. Tối thứ 6 ra thứ 7. Ngày mai là thứ 7. Thứ 7 lấy kẹo đây sao? Nhiều hộ gia đình đưa trẻ con đi chơi. Đây này, bộ này nó cầm kẹo rồi. Đi xem nào. Hai tiểu yêu nhỉ. Cái này, cái này phải thanh toán như nào ấy? Thanh toán như nào ấy? Mình thì đang bận. Bây giờ là những cái thứ đồ ăn. Mua cho mấy đứa bé nhà mình các bạn. Đúc vào đây. Đúc vào đây thì rơi. Nào. Vẫn còn một đồng. Nào, rơi rồi con. Nhanh lên, mẹ đau đầu quá. Đâu để mẹ đi ra trả tiền kẹo đã. 5.000 đấy, 5.000 cái kẹo này đấy. Đi trả tiền đã nhá. Lần này đúng là ngố xuống phố thật các bạn. Đâu rồi? Đi nhờ chú Thành lấy cho cái kem nào. Một vòng các bạn bác xem. Mệt quá rồi. Gia đình A Pháo thì đây. Đi ra đây ngồi. Đây, ngồi đây đi. Nhi một cái kem, một cái xúc xích à? Đây mẹ bóc cái vỏ này đi cho. Lạ đời nhỉ. Ăn đang ăn kem mà nhìn thấy cái xúc xích là phải cầm luôn. Bảo là sao mình không béo được, mình sắp sút cân rồi. Chắc đi một buổi chắc sút mất một cân mất. Thôi con ơi không ăn như thế. Đấy, đĩa đây, đĩa đây. Tính như thế con. Đĩa đây. Chắc là mỗi thứ thử một miếng à? Anh miếng em miếng à? Nếp cổng cũng mua kem à? Này các bác mua nhá. Đây là kiểu no bụng đói mắt. Đâu chị ăn thử miếng bánh quấn nào. Ngon không con? Xin mời cả nhà nha. Cảm ơn. Con ơi bố. Chú Thành ngồi đây rảnh. Chó mì. Nhi ơi. Bắt. Không, kìa, chú bảo vệ bắt kìa. Bác bảo vệ bắt kìa. Kìa. Ôi. Đây chú Thành ngồi đây chú Thành. Ôi rồi, đập vào bàn. Nhi ơi, ui dồi ôi. Cho mẹ xin nào. Mẹ đi chỉ làm ô xin thôi mà. Mẹ ơi. Hả? Thế nào kem này bây giờ có ăn nữa không Nhi? Mẹ ăn nhá.
Không có, bây giờ để lên nó chảy ra. Này đi tuần thằng chơi bao cho các bạn. Ăn xong rồi, bây giờ xuống. Thưa các bạn, một cái video mà mình với vợ con, tức là đại gia đình A Pháo nhà quê lên Lào Cai các bạn. Lào Cai, một tỉnh thành, nếu như mà các bạn nghe lần đầu tiên đến thì các bạn không biết Lào Cai ở khu vực nào. Nhưng mà khi nói đến Sapa thì các bạn lại không biết, lại biết các bạn nhé. Một video mà mình đưa trẻ con nhà mình đi chơi. Đó, cuối tuần. Đổi gió một tí các bạn ạ. Và quay lại cái siêu thị ở Lào Cai. Mấy cái con của mình chắc là ngày nay thì cũng sẽ dừng video tại đây đấy các bạn. Đó. Anh bạn nhà mình đang dỗi ngày nay nhìn chúng một cái đồ chơi, nhưng mà tuy nhiên là không được đáp ứng yêu cầu các bạn. Đó, đưa cho các trẻ con vào đây chơi thì cái khó khăn nhất là chính là mua đồ chơi. Ở Lào Cai thì có cái chợ Cốc Lếu các bạn, ngay sát với biên giới Trung Quốc. Ở đấy thì bán những cái đồ chơi bạt ngàn luôn. Nay thì nếu mà để so sánh với đồ chơi ở đây và đồ chơi ở siêu thị và đồ chơi ở chợ Cốc Lếu hoặc là những cái khu ở ngoài thì đó, bọn mình đang lựa chọn. Thì anh đang giận đấy. Đâu Nhi, đâu Nhi, Nhi đây nào. Nhi ở bố kìa. Đấy. Đâu mày bé anh đặt à, mai mày mua cho anh. Nặng thế. Úi dồi, nặng cả đơn mẹ biết rồi. Nặng quá. Rồi các bạn nhé, mình sẽ kết thúc video tại đây. Một cái video nhỏ nhỏ mà gia đình mình đi chơi các bạn. Trong cái dịp cuối tuần. Mà cũng tranh thủ thời gian này là còn còn ấm đấy các bạn. May nữa là sẽ rõ mùa Đông Bắc chẳng hạn, đi thì sẽ chơi sẽ rất là khó các bạn. Và cũng thời điểm này đi là bé Nhi nhà mình, bé thứ hai nhà mình vừa khỏi ốm, thế nên là tranh thủ đưa các bạn ấy đi chơi một chút. Thứ nữa là để nhìn hòa nhập với không khí ở đô thị một chút các bạn. Chứ ở trong nhà thì suốt ngày là cây cối với rừng rú thôi, cũng khó cho các bạn đi để nhận biết xã hội một chút. Ok, mình kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.